Hôm nay chúng tôi đi xe đạp dọc theo bờ đê của sông Thái Bình. Đến đây thì gặp một cái nhà bạc sự kiện. Thế và ghé vào thì được biết đây là người ta đang chuẩn bị tổ chức một cái lễ hội. Đây là lễ hội rươi cái. Thôi cứ nói tóm lại là nói nôm na là lễ hội rươi cái của huyện Tứ Kỳ, được tổ chức ở trên đê của sông Thái Bình, ở cái địa phận của làng An Định, xã An Thanh, làm rất quy mô. Đây là công tác chuẩn bị, đang làm công tác chuẩn bị. Bây giờ là hơn 6 giờ sáng và chúng tôi được biết là khoảng 7 giờ 30 bắt đầu đón khách. Nhớ con đê sông Thái. 8 giờ bắt đầu khai mạc. Thi nấu cơm hả? Thi nấu cơm, thi gặt đây. Ba rồi gặt. Quần áo thì kiểu cờ trâu đấy. Bắt đầu từ mấy giờ chúng em sang thăm? 7 rưỡi 8 giờ. Bắt đầu bộ trưởng về khai mạc này. Bộ trưởng về. 7 rưỡi. 7 rưỡi. Sớm quá. Bí thư thì nghỉ về. Đấy, bác ấy là, tôi đoán là bác là cán bộ xã. Có ban giám khảo chấm chấm thi. Vâng. Có bác vào cái tham quan các đặc sản của cô đó. Anh như vậy là theo bác ấy là hôm nay là có cả bí thư tỉnh ủy của Hải Dương và đồng chí bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ đến dự. Đây là các cái gian hàng lúa và sản phẩm của địa phương, gạo sạch, gạo ở đây người ta trồng dưới cái ruộng rươi này ấy là không hề có một cái hóa chất gì cả, bởi vì con rươi nó sống mà chúng ta phun hóa chất vào thì nó sẽ chết mất, cho nên là người ta cấy lúa ở đây là hoàn toàn sạch, không có thuốc xử sâu, không có thuốc kích thích, không có gì cả. Và giá trị của nó tương đối cao. Đây là đang chuẩn bị các cái sản phẩm của rươi và cái. Đi thanh thang trên con đường mới mà trên những cây gỗ này khả năng mắm cấy hoặc là gỗ mắm rươi gì đó. Đây có hai cái niêu rươi này, hai cái niêu rươi cỏ. Đây là các cái sản phẩm về niêu rươi kho, có cả bao bì rất đẹp. Đây có một chai mắm cấy nhưng mà nó ở trong cái thùng thì nó rất nhiều, nhưng có một chai này. Hiện nay là đang trưng bày, đang sắp xếp lần cuối để chuẩn bị cho lễ hội được khai mạc, cho nên chúng ta thấy nó vẫn còn chưa được gọn gàng lắm. Khi mà lễ hội diễn ra thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Sản phẩm gạo, lúa gạo trồng ở dưới ruộng rươi đấy. Chúng ta đi xuống dưới này là cái ruộng lúa này, chốc nữa là nông dân người ta sẽ gặt. Đấy. Gặt lúa ở dưới cái ruộng rươi này. Ruộng này là ruộng rươi kết hợp với trồng lúa và nuôi và cấy tự nhiên. Còn cấy thì người ta sẽ bắt thường xuyên. Bác ấy đang trình bày là cái cách trồng cái lúa sạch. Đây là có bác ấy có cái thau này toàn ở cái rạn núi nhà tôi.
Thực ra rạm mùa này mới là tháng 5 thì nó cũng chưa phải là rạm trôi đâu. Rạm ở đây khi mà có nuôi rạm này thì nó có cây. Không, cái rạm này tự nhiên đấy bác. Tự nhiên này. Để không để cho nó chui trong người. Rạm này tuyệt ngon. Con cà ra hôm qua tôi thả đây. Đây đúng cà ra. Vâng. Con cà ra trước nó to lắm, bây giờ nó chỉ có thành con cà ra thôi. Vâng. Ở đây là cà ra. Nó chưa đúng mùa. Nó đến mùa tháng 9, tháng 10 nó to, nó chui gốc cây. Gặt lúa nó ra số nằm ở dưới gốc cây lúa. Tôi đi gặt rồi dẫn nó vào. Nó chưa đến mùa. Vâng. Hoàn toàn là tự nhiên, sản phẩm tự nhiên. Ngày hội lúa rươi hữu cơ. Đây là các cô gái đang chuẩn bị đến để đón khách. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái không khí lễ hội nhé. Đây là các cái đội thi nấu cơm. Chắc có lẽ là có đội đỏ này, đội vàng này, đội xanh này. Đại diện cho ba thôn. Thôn Thanh Kỳ, thôn An Lao, thôn An Định. Hôm nay các chị phụ nữ, chị em đoàn thanh niên mặc quần áo của đầu bếp này vào y như là chuyên nghiệp. Nấu các cái món ăn từ sản phẩm của đồng quê. Bao gồm có rươi, cáy, cá, tôm. Có cả tôm bay này, tức là châu chấu đấy. Các chị rất là bận bịu. Thấy chúng tôi quay video là các chị cũng không có thời gian để biết rằng đây có chị này đang giã cáy thì mời tôi quay này. Đúng rồi. Đây là cái mà cái giã này nó ngon hơn là xay nhiều. Tôi cũng không phân biệt được đội nào là đội An Lao, đội nào là đội An Định và đội nào là Thanh Kỳ đâu. Ở đây là có tô bay nhé. Tức là châu chấu đấy. Đấy. À, đây là đang chả rươi. Chả rươi. Đây này đang làm nem rươi. Đây là các chị đang xé cái. Xé cái và kêu gạch. Rất tấp nập. Mâm cơm hương vị đồng quê. Đấy, nem rươi đấy. Đây chị này, chị đang làm cái món giảm om này. Phải đè cho nó dập con giảm ra, om nó mới ngon ấy.
Như vậy chương trình lễ hội tôi xin được điểm lại một chút để quý vị và các bạn được biết đôi nét về cái lễ hội rơi cấy của huyện Tư Kỳ như vậy.